lên. Ừ đúng rồi, đằng đây nè, mạnh lên. Ừ đúng rồi, hay quá hay quá. Ừ chạy vô luôn hả, chạy ghê quá vậy. Nhưng bò cái này chú Trinh. Rồi con lấy cái này. Ừ, không? Nhưng bò được một cái bánh này rồi, bánh Pikachu rồi về. Đánh nào. Ủa, con heo này của ai vậy Tú Trinh? Dạ, con heo này của bé Ba nuôi á. À, gì đó hả? Cậu dạ. Cầm cái súng canh để coi nào mà gặp khủng long là bắn đó hả? Dạ, đúng rồi. Con cho nó ăn cái gì vậy? Dạ, con đang cho nó ăn cỏ nè. À, heo này ngoan quá ha. Ở đây canh giữ kỹ nha, chừng khủng long tới đó nha. Dạ. Ê, Tú Trinh, sao ngồi ở đây? Dạ, con đang ngồi chơi với siêu nhân Bo nè. Ở ngoài kia có con khủng long nó lại nó định ăn con heo luôn rồi kìa. Kêu siêu nhân ra đi, siêu nhân ra giúp con siêu nhân ơi. Đi ra giúp con heo đi, lẹ lên. Ra đây nè, ngoài này nè, hướng này nè, nhanh lên đi. Nhanh lên. Rồi siêu nhân Bo ra đánh đi, siêu nhân Bo. Siêu nhân Bo đâu rồi? Sao núp ở đâu rồi? Ra đánh nó đi, nhanh lên, đánh nó. Đánh khủng long đi. Chạy ra đánh nó, siêu nhân. Đánh nó. Đập nó kìa, nó đang kìa, đánh nó. Đánh nó. Nó đã bị tiêu diệt rồi. Hay quá Siêu Nhân Bo, là khủng long gì vậy? À, là một con khủng long bạo chúa. Ủa, nãy là con khủng long kia nhìn nó khác mà bây giờ nó khác hả? Thôi kệ đi, cầm đi. Rồi đi tuần tra tiếp nè. Wow, đây có những con gì vậy? Tú Trinh ơi, Siêu Nhân Bo đâu rồi? Siêu Nhân Bo. À nè, Tú Trinh, con này mấy con này là con gì vậy Tú Trinh? Thôi, mấy con này là mấy con côn trùng nè. À, côn trùng nè. À, con này là con ve sầu nó đang gượt con kiến nó gượt con chuồn chuồn lớn hơn nó lại gượt con chuồn chuồn nhỏ, lượm lên tí chứ. À, cho siêu nhân Bo đi, cho siêu nhân Bo một con đi. Đây, siêu nhân Bo lấy con nào. Siêu nhân Bo biết con gì không? À, con này là con ve sầu nè các bạn ơi. Này để cho lên đậu cái búa nè. Ồ, cái búa của siêu nhân Bo. Con này và con này. Ơi, Tú Trinh ơi, siêu nhân Bo đâu vậy? Siêu nhân Bo đi. Siêu nhân Bo. Con khủng long kìa, siêu nhân Bo, nhà siêu nhân Bo ra giúp đỡ siêu nhân Bo đi, siêu nhân Bo. Siêu nhân Bo. Nhanh lên. Đi lẹ lên. Chiến đấu kìa, chiến đấu này siêu nhân Bo. Ham chơi quá, dẹp mấy cái này vô đây, đây cắt giùm cho. Rồi ra đánh khủng long, nhanh lên. Ừ, đúng rồi. Đằng đây nè, chiến lên. chưa gặp mà đánh rồi hả? Nè, bên đây này nhìn hướng bên đây nè, con khủng long đang bên đây nè. Đó. Dòng qua bên kia đi, nhanh lên đi. Thấy chưa? Mạnh lên. Ừ, đúng rồi. Hay quá. Ừ, chạy vô luôn hả? Chạy ghê quá vậy. Ôi. Chạy đó làm gì vậy? Không đánh mà làm gì? Chạy. Giờ Siêu Nhân Bo khóc hả? Ở nhà Siêu Nhân Bo qua. Chạy qua đây. Ờ, dắt Siêu Nhân Bo đây, có mấy cái đồ chơi kìa. Có mấy đồ chơi ở trên bậc thang kìa. Siêu Nhân Bo coi là gì vậy? Cái này là gì vậy Tú Trinh? Nè. À, đây là đồ chơi nha Bo. À, con này là con gì? Đây là con gà. Con này là mấy con gà, con này là con vịt. À, con vịt. Ừ, con này là con gì? Cái này là cánh khủng long mà khủng long bị đánh gãy cánh luôn rồi. Còn kia là gì vậy Siêu Nhân Bo? Cái này là cái gì Siêu Nhân Bo? Cái là cái gì? Wow, các bạn ơi, cái này có thể chạy được luôn nè. Cái này là chiếc xe khủng long có thể chạy luôn, con vịt này chạy được không? Đâu, à cái này nó có một cái nè, đừng dặn thử nha. À, dặn ai để xuống nó chạy không? Wow, chạy nè các bạn ơi. Siêu Nhân Bo đang chơi trò chơi thả xe nè, nghe các bạn, thả ngay nha, thả xéo quá là nó rớt đó. Ê, ngay lên, rớt rồi. Rồi, thả không ngay gì chứ nè. Để chị lại đi. Thả cho Bo coi nè. Ơi nè, coi chị Tú Trinh xả thả xe nè. Ờ, Tú Trinh ơi, đây có con gì mà nó giống con kiến quá nè, Tú Trinh thấy không nè? Nó bự quá à. Ừ. Con cũng biết con gì nữa. Cái mình con kiến mà cái chân của nó là cái chân của những cái khúc cây. Sao ngộ vậy nè, nó đang nhảy múa luôn nè. Thấy không nè, thấy không? Thấy rồi chứ còn. Ừ. Mà con này con gì nhìn nó kỳ quá à. Con này là người ta kêu bằng con kiến tu luyện lâu năm. Xin vô đây mua bánh nè. Có nhiều bánh luôn nè, Siêu Nhân Bo ăn bánh nào? Ẩm Siêu Nhân Bo lên cho Siêu Nhân Bo chọn nha. Nào. Siêu Nhân Bo cái này chú Trinh. Rồi, con lấy cái này. Được không? Cái bò đòi cái này nha các bạn. 10.000 đồng. Xin chào cô đi, xin chào vậy nè.
Nhưng bao được một cái bánh đây rồi, bánh Pikachu rồi dê. Ở đây còn nhiều bánh lắm nè, Xuyên Ba không chịu. Hôm mà lấy cái thôi, lấy nhiều không có tiền mua đâu nha Xuyên Ba. Rồi dê. Xuyên Ba đã có được một bịch bánh này rồi. Xuyên Ba rất là khoái rồi nè nghe. Bánh quy bơ. À cái này là để mình chấm phải không? Còn mấy cái này là mấy cái que phải không? Rồi mở mấy cái que ra đi, là cái hộp không thôi. À, cái này là nước chấm nè, hồi nó mở Xuyên Ba cầm cái que này nè, Xuyên Ba chấm vô. Rồi nè, chị Tinh ăn trước cái cho Xuyên Ba coi rồi. Tối Xuyên Ba học hỏi theo rồi. Rồi chấm vô đúng rồi. Chấm vô. Đúng rồi đó. Tối đêm nay. Rồi chị Tú Trinh ăn đi. Chấm sô cô la. Chấm vô. Đó bánh sô cô la phải không? Rồi Xuyên Ba chấm đi Xuyên Ba. Chấm vô đi Xuyên Ba. Rồi để cho miệng cắn. Ở đây chúng ta cần được thêm 2-4-5 que nữa nha. Ăn hết ở đây rồi chúng ta lấy thêm nè, cầm đi Xuyên Ba. Để ở trong đây nè. Xuyên Ba biết ăn trái chôm chôm không? Đây là chôm chôm nè các bạn ơi. Chôm chôm này là chôm chôm Thái nè Xuyên Ba. Cái này ăn sao Xuyên Ba? Làm lên cho cốc đi. Cái này ăn sao? Chỉ đi. Chỉ mình ăn đi. Ăn kiểu sao? Mình ăn cái mấy cái gai gai này phải không? Nè cắn cái gai đi. Nè ăn đi. Ăn sao? Lột. Ăn sao nè? Nè hả không ra? Hả không ra? Lột ra. Lột ra hả? Lột sao? Lột ra. À đúng không? Lột phải không? Rồi bóp nè. À, đưa cho bà nội bóp giùm đi. Bóp con lột nha. Rồi chị đưa bà mấy lại cho nó vừa ra thôi rồi. Rồi ăn rồi, cái nào? Đây, con lột ăn cái nào? Ăn cái này phải không? Ăn cái nào? Ăn cái này phải không? Nè cái này nè. Ăn cái này nè. Ăn cái nào? Con ăn cái nào? Con ăn cái nào đâu con chỉ cơ con ăn cái nào? Ăn cái nào không chỉ coi. Ăn cái đó đó hả? Lấy cái đó ăn đi. Ăn cái này phải không? Rồi bóp đi. Bóp nè. Lấy tay chụp. Chụp cái này nè. Yeah. Rồi cạp đi. Quá. Rồi ăn đi. Rồi cái này là bỏ nghe, cái này cái vỏ nghe. Ăn cái đó cạp rồi bỏ cái hộp nghe. Biết ăn nữa. Ăn ngốn vậy đó hả? Lấy hộp rồi phải không? Xin bộ phải ăn chùm chôm các bạn ơi. Lấy hộp rồi ngốn vô nguyên cái luôn á. Quá chạy nghe. Nữa hả? Lột cho Xuyên Ba đi.